Lại nữa, này Thiện Hiện, Đại Thừa mà ông hỏi như vậy, trụ ở nơi nào? Này Thiện Hiện, Đại Thừa đó hoàn toàn không có chỗ trụ. Vì sao? Vì tất cả Pháp đều không có chỗ trụ. Vì sao? Vì chỗ trụ các Pháp bất khả đắc. Này Thiện Hiện, Đại Thừa như vậy đem vô sở đắc làm phương tiện, trụ vào vô sở trụ. Này Thiện Hiện, như Pháp giới chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh Pháp giới không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh Pháp giới, tự tánh không của Pháp giới. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như chân như thật tế, bất tư nghỉ giới, an ẩn giới, tịch tịnh giới, đoạn giới, ly giới, diệt giới, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh chân như cho đến tự tánh diệt giới không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh chân như, tự tánh không của chân như cho đến tự tánh diệt giới, tự tánh không của diệt giới. Đại Thừa cũng vậy, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như sắc chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh sắc không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh sắc, tự tánh không của sắc. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như thọ tưởng hành thức chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh thọ tưởng hành thức không trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh thọ tưởng hành thức, tự tánh không của thọ tưởng hành thức. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như nhãn xứ chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn xứ không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn xứ, tự tánh không của nhãn xứ. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý xứ không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý xứ, tự tánh không của nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như sắc xứ chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh sắc xứ không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh sắc xứ, tự tánh không của sắc xứ. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh thanh hương vị xúc pháp xứ. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như nhãn giới chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn giới không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn giới, tự tánh không của nhãn giới. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý giới, tự tánh không của nhĩ tĩ thể thân ý giới. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như sắc giới chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh sắc giới không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh sắc giới, tự tánh không của sắc giới. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như thanh hương vị xúc pháp giới chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh thanh hương vị xúc pháp giới không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh thanh hương vị xúc pháp giới, tự tánh không của thanh hương vị xúc pháp giới. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như nhãn thức giới chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn thức giới không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn thức giới, tự tánh không của nhãn thức giới. Đại Thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này Thiện Hiện, như nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, tự tánh không của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới. Đại Thừa cũng vậy,
chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như nhãn xúc, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn xúc không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn xúc, tự tánh không của nhãn xúc. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, tự tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tự tánh không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, tự tánh không của các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như cảnh mộng, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh cảnh mộng không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh cảnh mộng, tự tánh không của cảnh mộng. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như việc huyễn, quáng nắng, tiếng vang, bóng dáng, ảnh ảo, hoa đốm trên hư không, việc biến hóa, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh việc huyễn cho đến biến hóa, không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh việc huyễn cho đến biến hóa, tự tánh không của việc huyễn cho đến biến hóa. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như bố thí ba la mật đa, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh bố thí ba la mật đa không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh bố thí ba la mật đa, tự tánh không của bố thí ba la mật đa. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, tự tánh không của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như pháp không nội, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh pháp không nội, không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh pháp không nội, tự tánh không của pháp không nội. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì pháp không ngoại cho đến tự tánh của pháp không vô tánh tự tánh không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì pháp không ngoại cho đến tự tánh của pháp không vô tánh tự tánh, pháp không ngoại cho đến tự tánh không của pháp không vô tánh tự tánh. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như bốn niệm trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh bốn niệm trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh bốn niệm trụ, tự tánh không của bốn niệm trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng trụ chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tự tánh tám chi thánh đạo không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tự tánh tám chi thánh đạo, bốn chánh đoạn cho đến tự tánh không của tám chi thánh đạo,
Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, cho đến như mười lực của Phật, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh mười lực của Phật không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh mười lực của Phật, tự tánh không của mười lực Phật, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến tự tánh 18 pháp Phật bất cộng, không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến tự tánh 18 pháp Phật bất cộng, bốn điều không sợ cho đến tự tánh không của 18 pháp Phật bất cộng, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như bậc dự lưu sanh đường ác, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh bậc dự lưu sanh đường ác, không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh bậc dự lưu sanh đường ác, tự tánh không của bậc dự lưu sanh đường ác, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như đời sống còn trở lại nhiều lần của bậc nhất lai, đời sống cõi dục của bậc bất hoàn, đời sống tự lợi của bậc Bồ Tát, đời sống sau này của A-la-hán độc giác Như Lai, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì đời sống còn trở lại nhiều lần của bậc nhất lai, cho đến tự tánh đời sống sau này của Như Lai, không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì đời sống còn trở lại nhiều lần của bậc nhất lai, cho đến tự tánh đời sống sau này của Như Lai, đời sống còn trở lại nhiều lần của bậc nhất lai, cho đến tự tánh không đời sống sau này của Như Lai, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như dự lưu chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh dự lưu không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh dự lưu, tự tánh không của dự lưu, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như Nhất Lai, Bất Hoàn, A-La-Hán, Độc Giác, Bồ Tát, Như Lai, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì Nhất Lai cho đến tự tánh Như Lai không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì Nhất Lai cho đến tự tánh Như Lai, Nhất Lai cho đến tự tánh không của Như Lai, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như danh tự giả tưởng lời nói giả thiết, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh, danh tự giả tưởng lời nói giả thiết không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh danh tự giả tưởng lời nói giả thiết, tự tánh không của danh tự giả tưởng lời nói giả thiết, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, như vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, chẳng trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, tự tánh không của vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, cũng chẳng phải không trụ. Này thiện hiện, do nhân duyên này, đại thừa như vậy, tuy không chỗ trụ, nhưng lấy không hai làm phương tiện, nên trụ vô sở trụ. Lại nữa, này thiện hiện, ông hỏi ai lại nương đại thừa này mà xuất? Này thiện hiện, tất cả đều không nương đại thừa này mà xuất. Vì sao? Này thiện hiện, vì hoặc nương chỗ nương, hoặc người hay nương, hoặc lúc hoặc nơi, như vậy tất cả đều vô sở hữu bất khả đắc. Vì sao? Vì tất cả pháp đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Như thế sao lại nói có chỗ nương để nương vào, có người hay nương vào, có thời gian nương vào, nơi chốn nương vào? Nên không thể nói thật có nương vào đại thừa này mà xuất. Vì sao? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu bất khả đắc, người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, hữu tình cho đến người thấy cũng vô sở hữu bất khả đắc, người nương đại thừa này cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, pháp giới vô sở hữu bất khả đắc, người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh.
chân như, thật tế, cảnh giới bất tư nghỉ, cảnh giới an ẩn, vân vân, cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, sắc vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thọ tưởng hành thức cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, nhãn xứ vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, sắc xứ vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, nhãn giới vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, sắc giới vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Thanh hương vị xúc pháp giới cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, nhãn thức vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, nhãn xúc vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, pháp không nội vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tán vô tán, pháp không bổn tánh, pháp không tự cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không vô tánh, pháp không tự tánh, pháp không vô tánh tự tánh, cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bốn niệm trụ vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, cho đến 10 lực của Phật vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bậc dự lưu vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, Bồ-Tát, Như Lai cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, quả dự lưu vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Quả vị Nhất Lai, Bất Hoàn, A-la-hán, độc giác, Bồ Đề, tất cả đại Bồ Tát thực hành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, trí nhất thiết vô sở hữu, bất khả đắc.
Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, thời gian trước, sau và hiện tại, vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, hoặc qua hoặc lại, vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, hoặc đi hoặc đứng, vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, hoặc tử hoặc sanh, vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, hoặc tăng hoặc giảm, vô sở hữu, bất khả đắc. Người nương đại thừa cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì rốt ráo thanh tịnh. Lại nữa, này thiện hiện, trong đây pháp nào bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Này thiện hiện, trong đây pháp giới bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Chân như thật tế, cảnh giới bất tư nghì, cảnh giới an ẩn, vân vân cũng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì pháp giới vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc, rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc, rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, pháp không nội bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Pháp không ngoại cho đến pháp không vô tánh tự tánh cũng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì pháp không nội vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc, rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bốn niệm trụ bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo cũng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc, rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, cho đến mười lực của Phật bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì mười lực của Phật vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc, rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, bậc dự lưu bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Nhất lai cho đến Như Lai cũng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì bậc dự lưu vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc, rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, quả dự lưu bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Quả Nhất Lai cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật cũng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì quả dự lưu vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc, rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh, vô tướng, vô vi, bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì vô sanh vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc, rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, sơ địa bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Cho đến địa thứ 10 cũng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì sơ địa vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc, rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, trong đây thế nào là mười địa? Nghĩa là tịnh quán địa, chủng tánh địa, đệ bát địa, cụ kiến địa, bạc địa, ti dục địa, dĩ biện địa, độc giác địa, bồ tát địa, như lai địa, đó là mười địa. Này thiện hiện, sơ địa trong pháp không nội bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Cho đến sơ địa trong pháp không vô tánh tự tánh bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Địa thứ 2 cho đến địa thứ 10 trong pháp không nội bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Thậm chí địa thứ 2 cho đến địa thứ 10 trong pháp không vô tánh tự tánh bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì ở trong đây sơ địa vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc,
chẳng phải đang khả đắc rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, trong pháp không nội giáo hóa hữu tình bất khả đắc, nên nói bất khả đắc, cho đến trong pháp không vô tánh tự tánh giáo hóa hữu tình bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì ở trong đây giáo hóa hữu tình vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, trong pháp không nội làm nghiêm tịnh cõi Phật bất khả đắc, nên nói bất khả đắc, cho đến trong pháp không vô tánh tự tánh làm nghiêm tịnh cõi Phật bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì ở trong đây làm nghiêm tịnh cõi Phật vân vân chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, trong pháp không nội năm loại mắt bất khả đắc, nên nói bất khả đắc, cho đến trong pháp không vô tánh tự tánh năm loại mắt bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì ở trong đây năm loại mắt chẳng phải đã khả đắc, chẳng phải sẽ khả đắc, chẳng phải đang khả đắc rốt ráo thanh tịnh. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy quán các pháp đều vô sở hữu bất khả đắc rốt ráo thanh tịnh, không nương đại thừa mà xuất trụ, nhưng đem vô sở đắc làm phương tiện, nương vào đại thừa, ở trong sanh tử ba cõi mà xuất, đến trụ trong trí nhất thiết trí, đến tận đời vị lai làm lợi lạc cho chúng hữu tình.